Sáng sớm mấy con chó lại sủa đau hết cả đầu. Hello. Mày làm cái gì mà để mấy con chó sủa đau hết cả đầu tao này? Sao mày không gọi tao dậy? Người nghĩ là tôi vẫn còn là hầu của người á? Để tôi nói cho người nghe nhé. Từ lúc gia đình người phá sản, tôi là tôi không được một đồng lương nào của từ nhà người rồi. Chẳng qua là vì cái câu nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cho nên là tôi mới ở đây với người đấy. À thế à? Tiền quan trọng đến thế à? Tiền quan trọng đến thế sao? À đúng. Dù ngày mai bao giông ngập trời, dù em đã yêu ai mất rồi. Này, để tôi nói cho hoàng tử biết nhá. Tiền ấy không phải là tất cả, nhưng mà không có tiền ấy thì cũng chẳng làm được cái gì cả. Hoàng tử hiểu không? Thôi, sống thực tế đi, tỉnh đi. Này, cầm lấy cái chổi lau nhà đi, tí tôi gửi cho 2.000 nhá. Tôi đi có việc này. Hoàng tử phải làm mà. Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái bị xin lời nguyền. Sáng rồi. Sáng rồi. Sáng rồi hoàng tử ạ. Hoàng tử dậy nào. Ta đang mơ. Hoàng tử mơ gì? Ta đang mơ là ta không biết là làm cách nào để tiêu hết cái đống tài sản của nhà ta bây giờ ấy. Tại sao giấc mơ hoàng tử lạ thế? Đấy, người thấy đấy. Hàng ngày đọc cái việc mà nghĩ hôm nay tiêu cái gì cho hết tiền, hết cái tài sản của nhà ta, nó là một vấn đề cực kỳ đau đầu. Giấc mơ của hoàng tử thật là giản dị đấy. Thôi sáng rồi, em mơ hoàng tử dậy để con ăn sáng rồi mặc quần áo này. Đau hết cả vai. Hầu đâu? Đây. Ui giời, tôi đây. Hoàng tử lại làm sao nữa? Thì hoàng tử đói chứ gì? Bây giờ hoàng tử muốn ăn cái gì? Ăn à? Ta muốn ăn tô mi siêu lô khổng to. Nani? Tô mi siêu lô khổng to. Ừ. Sao là cái món gì mà lần đầu tiên tôi nghe thấy? Không biết món đấy à? Không biết. Thế gì? Là như này, là mì tôm siêu to khổng lồ. Trời ơi, thế mà lại còn bày đặt nói ngược. Thế rồi, mì tôm cái gì? Ừ. Còn đơn giản, hoàng tử ngồi đây chờ tôi một tí nhá. Ừ. Ôi, được ăn rồi. A few moments later. Đây, ôi dồi ôi, 2 phút có ngay. Đây. Đấy. Ê, tại sao siêu to khổng lồ cơ mà bé tí như thế này? Nhìn lại mình xem với cái số tiền hoàng tử đang có ấy, thì đây là một cái món vô cùng xa xỉ rồi, hoàng tử biết không? Một gói mì tôm ấy thần phải chia làm 4 lần thì hoàng tử mới ăn được. Thôi ăn đi, không nói nhiều. Thưa hoàng tử, em mời hoàng tử xem menu ạ. Vì cá mập. Dạ. Tôm hùm Alaska. Dạ vâng. Ta đã chán mấy cái món này rồi. Đổi cho ta món khác đi. Hoàng tử ơi, ở hoàng cung mình chỉ có những cái món xa xỉ này thôi ạ. À, hay là ngươi đổi cho ta mấy cái món của dân thường ấy. Ta muốn xem hương vị nó thế nào. Không được đâu hoàng tử ơi. Ngài là bậc quý tộc, tại sao phải ăn những cái món tầm thường đấy ạ? Ngươi trái lệnh ta. À, dạ không, nhưng mà từ ngày mai ngươi không phải đến đây làm nữa, nghỉ việc. Đi. Ước gì ta có nhiều tiền, ước gì ta sẽ có vợ hiền. Ai ủi? Ai ủi rồi giật cá mình. Gì đấy? Mày đã tà. Hoàng tử không nhìn là tôi đang ngồi nhặt rau đi à? Tay đâu rồi mà ném nữa?
Sư cái đứa nào đá tao nhá. Cái gì đấy? Để xem nào. Hình như là Thư hoàng tử ạ. À. Thư à? Úi giời ơi. Cái gì đấy? Ui, thư mời của công chúa. Ui giời ơi. Chắc là công chúa chưa biết nhà ta phá sản. Úi giời. À, thế này nhá, ta nhất định sẽ lấy công chúa. Ta sẽ về nhà nàng ở rể. Và tao sẽ có thật nhiều tiền. Này. Hả? Hoàng tử nằm mơ bắt con tưởng bở đấy à? Làm sao? Nhìn lại hoàng tử đi. Người có ra hồn người không? Quần áo thì rách rưới, không bằng một đứa hầu như con. Trời ơi. Lỗi đi. Trước khi nhà ta phá sản, ta đã giấu một chiếc áo ba đời mà cung tổ tổ nhà ta cầm tặng gái đây. Thế rồi á? Để mà thôi. Lấy cho ta đi. Ừ. Ở trong tủ kia. Hoàng tử đi mà lấy. Tôi đang bận nhặt rau. Thôi được rồi. Nể là ta vui nên ta đi lấy nhá. Nhớ. Vui. Tiền thì trả. Sai người ta đi làm. Này. Mày. Mày thấy quá đẹp không? Đây là cái bộ đồ mà ba đời cụ tổ nhà hoàng tử đi tán gái thế á? Ồ, chính xác rồi. Chẳng qua ấy, mày chưa nhìn hết cái đẹp thôi. Để tao xoay cho mày xem này. Tình giống như sông biển còn ngoài đại dương xanh. Anh sẽ luôn bên em nên đừng ngại thương. Anh sẽ có vài hạt mưa hay sấm chớp còn vương ngang. Em giống như tim nở vương lại ở... Tê tê. Thôi. Sao? Bộ đồ này. Này, ba đời trước á, tán chết nhiều em lắm đây. Chết nhiều em? Ừ. Có lẽ chết thật. Chết chứ sao không. Đẹp trai quá. Ta khó xem tung liều à. Thên sang đi xinh xinh thả bê đầu à. Hoàng tử bị làm sao đấy? Ôi hầu đâu, đỡ ta dậy đau mông quá. Hoàng tử tự ngã thì tự đứng đi. Đỡ mới lần cái gì nữa. Ta bỏ tiền ra thuê ngươi làm gì? Gớm, tôi được cái đồng lương nào từ hoàng tử. Tôi làm là vì đam mê thôi. Thôi, đỡ dậy đẹp quá. Nể lắm mới đỡ đấy nhá. Vì em không yêu anh như anh yêu em. Vì em sẽ mang cho hoàng tử và bức thư của công chúa gửi hoàng tử ạ. Nhà ngươi, ta tưởng ta đuổi việc nhà ngươi rồi các bạn. Thần xin phép làm nốt hôm nay rồi ngày mai thần sẽ nghỉ ạ. Thôi được rồi, nãy ta hơi quá lời, ta xin lỗi. Dù gì thì ngươi cũng theo ta từ bé, từ mai cứ làm tiếp đi. Hoàng tử ạ. Thư gì đây? Thư của công chúa gửi nhà. Công chúa à? Dạ vâng ạ. Không biết có việc gì mà gửi thư. Thư mời đến dự tuyển rể. Thôi được rồi, ngươi vào chuẩn bị đồ đi. Nhưng mày không có cửa đâu. Trời à, ơi. Thế à? Và mày hôm nay chưa biết được ai hơn ai đâu. Alo, anh Bình Gôn đây phải không ạ? Bình Gôn gì giờ này? Công chúa kia kìa. Như các chàng cũng đã biết thì hôm nay công chúa ta đây là mở lễ hội kén rể, nên là chàng nào có tài năng gì thì cứ sầu hết ra đi. Cái gì tài năng thì đây có thừa. Đây cũng có. Anh để tao để tao lên trước cho. Mày đừng tưởng là mày có mấy cái sừng mà mày ăn ngon nhá. Đây là vương miện, mày không biết. Không biết. Thôi được rồi, để cho công bằng ấy thì hai chàng hãy quản tù tì đi, ai mà thắng thì người đấy được thi trước, ok chưa? Ăn đi ăn. Ăn đi ăn. Tao sợ mày. Tao sợ. Nào. 1, 2. Đây. Thua rồi. Này. Tao chấp mày đấy. Thua thì được, mày chấp. Tao chấp. Lên đi. Thưa công chúa, hôm nay đến đây thì tôi lại có tài năng là ném chai nước. Ai công chúa nhìn à. Thank you.
Ủa, nén được rồi à? Chúc mừng chàng nhá. Uy tín quá chứ. Lỗi tí thôi, được luôn nè. Còn chàng, tài năng của chàng là gì? Xin trịnh trọng giới thiệu với công chúa, ta là Vạn Thiểu, hoàng tử của nước Cu 4, chứ không như cái thằng là nước Cu 3 kia, nó kém ta hẳn một phân nhá. Nên là ta phải trên cơ nó, ta sẽ làm ảo thuật để tặng cho công chúa xem. Công chúa xem nhá. Một ngón tay này. Ồ, hết này công chúa này. Một, hai, ba. Ui, công chúa thấy được không, tiếp nhá. Một, hai, ai ghét nhiều. Ảo thuật cũng hay đấy. Nào, mày thấy tài năng của tao thế nào? Tầm ba cái trò ảo thuật thử thôi. Tầm ba đáp trăm lần mới được một lần. Trời ơi, dăm ba cái trò thật nhà mày, tao bảo mấy thầu nhà tao búng mắt. Thôi, Cu 3 không cùng đẳng cấp với Cu 4. Thôi, ok hai chàng thế này đi. Hai chàng cứ về nhà đi. Nếu mà ta chọn ai, ta sẽ đích thân gửi thư đến tận nhà nhá. Còn bây giờ ta đi đây. Thì túm lại là công chúa chọn ai nhỉ? Chắc là chọn tao rồi. Thôi, gạ đi về đấy.